Nhóm Thông Nữ Miền Tây xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay trên tay An đang cầm cái bao lì xì. Để ngày hôm nay An với Dung sẽ đi qua ăn thôi nôi của bé Miêu. Hôm nay là ngày thôi nôi của bé Miêu. Gia đình của Hòa có mời hai chị em. Giờ hai chị em đi ăn thôi nôi nha các bạn. Giờ mời các bạn cùng đi. Vậy đây. Cái
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhờ ông nội đó. Không phải cái gì rồi. Anh ơi, anh ăn lên đây ăn tí nó ngọt. Nhiều không được ăn lẩu nữa. Lâu sâu dữ nè. Đi phòng viên đi vô. Nè, sắp em mà. Dạ, sắp cho em. Tham dự buổi tiệc đó xong rồi em với Dung sẽ về bên nhà. Bóng phòng đẹp ốc.
giờ thôi em với Dũng sẽ về. Giờ đã dự tiệc thôi, no xong rồi cái tay về lại luôn. Bây giờ gắn hết đó thì nghỉ. Hết đó đây nghỉ quên. Bữa nay bận rộn cho nó lắm rồi. Đứng tủ rồi. Có gì lắm rồi. Rồi không có nè. Tay dắt đi quên.